Sibon 110 E109, hồ sơ hải quan chính ngạch quốc nhập sang tên chính chủ hợp lệ trên toàn quốc. Xe cửa hàng đã lên full máy 120. Và có biên bản giám định là đóng lại số khung ở trên cổ, nên xe này giá nó sẽ vừa chơi hơn là đối với những xe khác nha mọi người. Nhưng xe vẫn đảm bảo là giấy hải quan chính ngạch, vẫn đảm bảo cho mọi người là giấy hải quan chính ngạch quốc nhập sang tên hợp lệ trên toàn quốc. Đối với xe này, cửa hàng có hỗ trợ góp khách trả trước 70% giá trị xe nha, còn lại 30% là mình góp trong 6 tháng. Sibon 110 E109, cửa hàng đã lên full 120. Rồi, khách nào hợp nhãn mình liên hệ trực tiếp cửa hàng số điện thoại 0939080609, hoặc đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng số 40 đường Ngô Thị Liên, quận Lợi, quận Kiều, thành phố Cần Thơ. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi clip nha.